Rồi, ok, chào khán giả đây, chào khán giả đây. Hôm nay ta lại lên chương trình đố cùng hai bạn dâu và bạn bông. Ok, bắt đầu đố câu 74. Nghe nha, nghe kỹ trả lời câu 74. Rồi, có hai cánh cửa vào nhà, cánh cửa hé mở, la đà đáy sông, khách tới cửa lại đóng sầm, nằm trong nhà khấn rầm rầm những chi? Là con gì? Bạch tuộc. Có hai cánh cửa vào nhà, cánh cửa hé mở, la đà đáy sông, khách tới cửa lại đóng sầm, nằm trong nhà khấn rầm rầm những chi? Nằm trong nhà khấn rầm rầm những chi? Đấy, trong nhà khấn rầm rầm những chi? Có chi là con gì? là con gì? Bạch tuộc. Con bạch tuộc à? Rồi bốc mở con gì nhỉ? Con cua à? Con cua là con gì? Có gì có hai cánh mở? Có gì mà có hai cái cánh mở? Rồi, ok, con bạch tuộc, ok, vỗ tay. Con bạch tuộc, câu trả lời dành cho con khán giả. Dê, dành cho bạn khán giả trả lời. Yeah. Đúng rồi. Bố ơi, bố. Rồi,